Laudato Giêsu Christos ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lịch thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Linh mục Công giáo ở Ấn Độ sẽ phải hầu tòa vì bị vu cáo. Hơn 20% linh mục và nam tu sĩ đã chết trong 3 năm qua. Nhật ký trừ tà số 154 những con quỷ đeo mặt nạ như những thần thánh. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Linh mục công giáo ở Ấn Độ sẽ phải hầu tòa vì bị vu cáo. Một linh mục công giáo ở Ấn Độ sẽ phải hầu tòa vì bị cáo buộc có những phát biểu thù hận trong cuộc họp liên tôn năm ngoái. Cha George Ponai là một linh mục của giáo phận Kuhithurai miền Nam Ấn Độ. Các cáo buộc chống lại ngài xuất phát từ một cuộc họp vào tháng 7 năm 2021 nhằm chống lại các hạn chế liên quan đến coronavirus đối với việc thờ phượng và xây dựng các nhà thờ mới. Trong cuộc họp, cha Ponina bị cáo buộc đã đưa ra những bình luận chống lại chính quyền địa phương và các nhà lãnh đạo của đảng ứng giáo cực đoan Bharatiya Janata là đảng đang cầm quyền tại Ấn Độ. Ngài bị bắt vài ngày sau đó và được tại ngoại hầu tra. Tòa án tối cao Madras, một trong ba tòa án trợ cấp cao ở Ấn Độ, đã phán quyết rằng cha Poanai phải ra tòa và bị xét xử vì những bình luận của ngài tại cuộc họp. Vị linh mục đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng các video bình luận của ngài tại cuộc họp đã bị chỉnh sửa một cách gian dối bài phát biểu của tôi đã được chỉnh sửa và lưu hành trên mạng xã hội để cho thấy rằng tôi đã làm tổn thương tình cảm của các anh chị em theo ấn giáo cha pona nói với uca news không ai trong chúng tôi trong cuộc họp nói bất cứ điều gì làm tổn thương tình cảm tôn giáo nếu bài phát biểu của tôi làm tổn thương bất cứ ai tôi hết lòng xin lỗi cuộc đàn áp đối với các tín hữu Kitô ở Ấn Độ đang gia tăng. Một báo cáo gần đây cho rằng các Kitô hữu ở Ấn Độ là mục tiêu của 305 vụ bạo lực trong 9 tháng đầu năm 2021. Ấn Độ, quốc gia đồng dân thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc, được xếp hạng thứ 10 trong danh sách theo dõi trên thế giới về việc đàn áp Kitô hữu do nhóm vận động Open Doors tổng hợp. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ gọi tắt là USCIRF, đã liệt kê Ấn Độ là quốc gia đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo vào năm 2020 lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Báo cáo năm 2021 của Ủy ban cho biết, chính phủ do đảng Pratija Janata lãnh đạo đã thúc đẩy các chính sách dân tộc chủ nghĩa của người Ấn giáo, dẫn đến vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống liên tục và nghiêm trọng. Hơn 20% linh mục và nam nữ tu sĩ đã chết trong 3 năm qua. Hơn 21% trong toàn bộ các linh mục và tu sĩ phục vụ các giáo xứ đã qua đời trong vòng 3 năm qua. Hiệp hội các linh mục công giáo gọi tắt là ACP nói rằng các giáo xứ sẽ phải hợp nhất lại, nhiều nhà thờ phải đóng cửa và ít thánh lễ được tổ chức hơn. Cha John Collins, một trong những giám đốc của ACP cho biết các con số thật đáng kinh ngạc rất buồn khi thấy rất nhiều người đã chết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy tất cả chúng ta đều biết về dân số linh mục đang già đi nhưng chỉ khi bạn nhìn vào các số liệu bạn mới nhận ra đó là một con số đáng kinh hoàng đây là một minh họa thực sự gây sốc về mức độ các vấn đề mà giáo hội đang phải đối mặt ngài nói thêm rằng số người chết hàng năm sẽ tiếp tục tăng Số linh mục giáo phận đang phục vụ được giáo hội công giáo chính thức ghi nhận là khoảng 2.067 vị vào năm 2014. Vào cuối năm 2018, ước tính có khoảng 1.800 linh mục đang làm việc và khoảng 720 linh mục đã nghỉ hưu. Một số vẫn đang giúp đỡ các giáo sứ khi các linh mục phụ trách đi nghỉ hay ốm đau. Danh sách các giáo sĩ tử vong ở Ái Nhĩ Lan được đưa vào thư mục Công giáo Ái Nhĩ Lan mỗi năm là thư mục chính thức của Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan do Veritas Publication xuất bản thay mặt cho Hội đồng Giám mục. Theo số liệu thống kê đó, năm 2019 có 174 nữ tu và 166 linh mục và nam tu sĩ đã qua đời. Thêm 191 nữ tu qua đời vào năm 2020 cùng với 223 linh mục và nam tu sĩ. Tính đến tháng 9 năm 2021, 131 nữ tu khác đã qua đời cùng 131 linh mục và nam tu sĩ. Tuy nhiên, các số liệu từ các thư mục không bao gồm hết các trường hợp tử vong bởi vì không phải mọi dòng tu và các giáo phận báo cáo cái chết của các giáo sĩ của mình cho Veritas. Ngoài ra, theo RIP.ie, ít nhất 76 nữ tu khác cùng với 36 linh mục và 5 nam tu sĩ đã chết trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến ngày 4 tháng riêng năm nay. Nhật ký trừ tà số 154 những con quỷ đeo mặt nạ như những thần thánh. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary Number 154: Demons Masking as Gods, nghĩa là Nhật ký trừ tà số 154 những con quỷ đeo mặt nạ như những thần thánh xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy một nhà thần bí nói với tôi rằng cô ấy đã có một linh cảm về địa ngục trong thị kiến đó cô nghe thấy những linh hồn đang kêu lên thảm thiết xin chúa cứu con nhưng trong địa ngục họ không còn hy vọng gì nữa cô nghe thấy những con quỷ hả hê đáp lại tao là chúa của mày đây tôi ngày càng đau khổ vì số lượng người dù cố ý hay vô tình đang thờ cúng ma quỷ ví dụ một bà phù thủy là người đang hành hạ một trong những người chúng tôi đang giúp trừ tà bà ta tuyên bố đang tôn thờ Asteri Kasiri được cho là một vị thần mẹ tây cơ một số người khác thực hành ma thuật và hành hạ một thanh niên cho biết họ thờ các vị thần phương đồng một cá nhân khác thực hành phép thuật gọi một năng lượng tâm linh cổ xưa trong vũ trụ một số người khác có hình xăm lớn trên cơ thể của họ gọi là akamena và baphomet những vị thần này không phải là những vị thần có thật chúng chỉ là mặt nạ của satan mỗi người trong số những cá nhân tôi vừa đề cập đến đều phải phục vụ cho kẻ thống trị địa ngục họ đã chọn để thờ phượng ma quỷ chúng ta đang nhanh chóng chuyển sang thời kỳ hậu Kitô giáo. Nếu người ta không thờ phượng một Thiên Chúa thật là đấng yêu thương chúng ta, đã dựng nên chúng ta và cứu chuộc chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, thì cuối cùng họ sẽ rơi vào một số hình thức thờ ngẫu tượng. Cuối cùng, những con quỷ trong địa ngục sẽ nói với họ: "Chúng ta là Chúa của mày đây." Trong quá trình được giải thoát, Người bị áp phải xác nhận lại danh tính của mình khi chịu phép rửa tội và tuyên bố Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu rỗi. Không có sự cứu rỗi nào qua bất cứ ai khác. Trích sách Tông đồ Công vụ, chương 4, câu 12. Cuối cùng, đối với tất cả chúng ta, sự thật của cuộc đời chúng ta chỉ nằm ở sự lựa chọn đơn giản này. Chúng ta chọn Chúa Kitô hoặc chúng ta chọn những con quỷ. <laughs> Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. đế Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.